nằm tại số 40 Nhà Trung, nhà thờ lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội. Với kiến trúc cổ kính, uy nghiêm, đây không chỉ là nơi hành hương của tín đồ Công giáo mà còn là điểm đến du lịch nổi tiếng của thủ đô. Là một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất ở Hà Nội, nhà thờ lớn đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử của nước nhà, thấm đẫm cuộc đời cũng như tâm hồn của nhiều người dân Hà Thành. Khu đất xây dựng nhà thờ vốn là nơi Chùa Báo Thiên tọa lạc, tồn tại từ thời Lý. Đến cuối thế kỷ 18, Chùa Báo Thiên bị phá hủy và trở thành khu chợ nhỏ trước khi nhà thờ đầu tiên được xây dựng. Từ năm 1884 đến năm 1888, Giáo hội Công giáo tiến hành xây dựng nhà thờ bằng gạch trên nền móng của nhà thờ tạm bằng gỗ ban đầu. Đây chính là nhà thờ lớn nhất được xây dựng ở Hà Nội. Được mệnh danh là nhà thờ lâu đời và có kiến trúc đẹp nhất Hà Nội, nhà thờ lớn đã được thiết kế công phu, tinh xảo với bàn tay của những nghệ nhân tài hoa. Với phong cách thiết kế châu Âu, Gothic, nhà thờ lớn được xây dựng theo mô típ của công trình nhà thờ Đức Bà Paris. Nổi bật nhất giữa khu phố và quảng trường rộng lớn là tượng đài Đức Mẹ, Bồng Chúa Hài Đồng. Nhà thờ có chiều dài tầm 65m, chiều rộng 21m và hai tháp chuông cao gần 32m, được cố định bởi những trụ đá cao. Cây thánh giá được thiết kế tinh xảo bằng đá, thu hút ánh nhìn của mọi người ngay từ lúc mới bước chân đến. Toàn bộ sàn gạch được tạo ra từ đất nung, bốn bề bức tường chát bằng giấy bồi tạo nên không gian cổ kính, vô cùng đẹp mắt. Vì đã có tuổi đời từ trăm năm, bức tường nhà thờ đã bám phủ rêu phong tạo nên khung cảnh hoang sơ, kỳ bí. Các ô cửa chính và cửa đều mang hình vòm cuốn nhọn, đặc trưng cho phong cách thiết kế Gothic. Mái vòm uốn cong rộng lớn hướng lên trên tạo ra một không gian cao vời vợi. Điểm nhấn ở giữa chính là cánh cửa sổ hình tròn khắc bằng hoa tinh xảo. Nhà thờ được chia làm 3 gian, sảnh đón tiếp, khu vực hành lễ và cung thánh.